Xin chào các bạn, hôm nay là Lý Tô Tuấn Đức, chúng tôi xin hiểu các bạn cái mẫu vòi sen xả bồn tắm, mẫu vòi xả bồn tắm 4 lỗ của Tô, mang cái mã hiệu là TBG04202B. Thì đây là cái mẫu vòi nằm trong bộ sưu tập GA của Tô. Sản phẩm này thì chất liệu được làm bằng đồng thau mạ nickel và nó thiết kế là có cái tay cầm để đi tắm. Đó. Hai bên thì nó là hai cái cần gạt, đây là cần gạt của nước lạnh, còn bên kia là cần gạt của nước nóng. À, chúng ta sẽ chọn nhiệt. Và cái vòi xả bồn này tôi thấy nó thiết kế cái cần gạt cũng khá là dài. Còn cái mẫu bên dưới này là cái mẫu vòi xả bồn mà 3 lỗ của Toto. Thì cái mẫu này thì nó không có thiết kế thêm cái tay sen tắm, nhưng mà cái cần vòi xả bồn thì thiết kế rất là đặc biệt. Và cái mã hiệu của cái sản phẩm này là TBG11201B. Và cái mẫu này thì khi mà các bạn dùng thì gắn trên cái mặt đa xà bàn để mà xả vô bồn tắm. Đó, đây là hai cái cần gạt của nó là dạng hình xoay như thế này. Và hiện tại thì hai cái mẫu này đang được bán tại đại lý Toto Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số hotline bên dưới hoặc là truy cập vào site tdm.vn để đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi có dẫn một đường link chi tiết ở bên dưới để các bạn có thể xem chi tiết sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.